Chào tất cả mọi người có ổn không? Cảm ơn. Hôm nay chúng ta có mấy room đều được mở. Mọi người hãy bấm từ số 1 đến số 10. Mọi người cho tôi số hiệu. Mọi người có nghe thấy tôi ổn không? Có nhìn thấy tôi không? Các tổ chức hãy cho tôi biết mọi thứ có ổn các cái room khác không? Mọi người có nhìn thấy tôi không? Có nghe thấy tôi không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Thế còn room Ý này, room Tây Ban Nha thì thế nào? Ổn không? Room tiếng Hindi nào? Mọi người có nghe thấy tôi ổn không? Có nhìn thấy tôi ổn không? Tất cả các ông phòng chứ? Các room khác đều nghe thấy ổn cả. Room Ý vừa phản hồi là nghe thấy rất là ổn ạ. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Nếu mà mọi người chưa biết tôi là ai, thì tôi cũng nhắc lại là tôi tên là Mila Sirjukova. Tôi là một trong những ban chiến lược. Và công ty thì đã làm việc khoảng 6,5 năm rồi. Thời gian mà trôi qua rất là nhanh. Và mọi người có biết không? Đó là một trong những các cái hành trình tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Con đường mà được trải qua cũng có những lúc tôi lên được đỉnh và cũng có lúc tôi có thời điểm thăng trầm. Nhưng nó cho tôi, công ty này cho tôi một cơ hội rất là tốt cho tôi xây dựng cái hệ thống tất cả các cái châu lục. Và tôi đã trở thành là cố vấn, rồi là huấn luyện viên, rồi là diễn giả quốc tế. Rồi tôi giúp rất nhiều người trong công ty của chúng tôi đạt được các cái mục tiêu của mình và các cái ước mơ của mình. Và đồng thời thì tôi cũng trở thành trở thành nhà đầu tư tư nhân, trở thành nhà chuyên nghiệp. Và chúng ta đều thấy là cái bản kinh doanh của chúng ta nó cũng liên quan một cách rất là chặt chẽ với học viện đào tạo đầu tư cá nhân. Vì vậy là cái kiến thức trong lĩnh vực tài chính, trong lĩnh vực đầu tư đó cũng là một trong những kiến thức rất là quan trọng, không những trong công ty của chúng ta nhưng khắp thế giới nữa. Đồng thời tôi cũng là thành viên hiệp hội các tướng lĩnh thế giới vì hòa bình. Đó cũng là một trong những cái hiệp hội rất là quan trọng và rất là thú vị. Nếu mọi người chưa nghe thấy thì mọi người hãy tìm hiểu thêm vì những điều gì mà chúng ta đang diễn ra trong cái thực tế này thì chúng ta cần hòa bình rất là lớn. Nếu chúng ta không có hòa bình, dù bạn có nhiều tiền đến mấy, điều đó sẽ không quan trọng nữa. Nếu mà không có sự hòa bình trong thế giới bạn, trong đất nước bạn, trong gia đình bạn, trong trái tim của bạn thì rất là khó phát triển, khó lớn lên. Vì vậy là chúng ta đã hỗ trợ cái hiệp hội này để chúng ta thấy một cái bức tranh vĩ mô hơn và cái vai trò mà họ có trên chiến trường thế giới. Nhưng mà đồng thời thì tôi cũng sẽ là huấn luyện viên của mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chương trình rất là hay, một cái đề tài rất là hay là quảng bá. Mọi người hãy sử dụng từ 1 đến 10 đánh giá. 1 nếu mà bạn chưa bao giờ bất cứ cái đề tài nào liên quan tới các cái vấn đề quảng bá. Và số 10 nếu mà bạn đã rất hiểu rõ quảng bá là gì và làm như thế nào chúng ta có thể sử dụng được quảng bá, hoặc là quảng bá qua iPhone này, hoặc là quảng bá các cái chương trình đào tạo, rồi là các cái phim khác nhau vân vân. Tôi muốn xem mọi người là mọi người có hiểu biết về cái khái niệm như là quảng bá không? Từ 1 đến 10. Bạn quảng bá cái gì đó thì bạn có làm tốt không? Không quan trọng cái gì. Ô, tôi thấy số 5 này, số 6 này, số 7 này. Thậm chí tôi còn thấy cả một số các cái những chuyên gia trong lĩnh vực này này. Tuyệt vời. Số 6, số 7. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là hôm nay thì mọi người sẽ biết được rất nhiều kiến thức, nhiều thứ mới mẻ. Và chúng ta cũng có những người mới tham gia. Nếu mà chúng ta có những người mới tham gia, mọi người hãy bấm số 1 vào chat với. Đấy là những người mà chắc là họ muốn biết, mới biết và muốn trở thành những nhà quảng bá tốt nhất trên thế giới. Và tôi nghĩ là cũng phải mời mọi người để mọi người tham gia cách tích cực trong cái buổi phim ngày hôm nay. Thì nói chung thì tôi cũng thấy rằng là trung bình từ số 3 đến số 7 khoảng trong cái lĩnh vực đó đại đa số mọi người trả lời. Chúng ta đi tiếp nào. Trước khi chúng ta tới cái đề tài về quảng bá thì tôi cũng muốn kể cho mọi người về cái sự tiếp thị hỗn hợp. Đó là cái thuật ngữ
mà nó là cái thuật ngữ của tiếp thị, và tôi nghĩ trong các cái sách ấy, thì thường đọc không phải một nhiều lần, là lần đầu tiên thì tôi đọc khi mà tiếp thị hỗn hợp, đó là ở đại học, tôi không nhớ là bao nhiêu năm trước, nhưng mà đó là một trong những các cái mô hình mà tôi đã đọc và tôi nghe thấy cái đề tài này thì nó rất thu hút tôi. Tức là tiếp thị hỗn hợp hoặc là 4P, đó là những các cái thứ nó giống như cái thứ mà các bạn có thể đưa ra thị trường được. Chúng ta phải có một cái công thức nhất định mà mọi người phải sử dụng để mà có thể giới thiệu được trong cuộc sống của chúng ta. Đây có thể là phim này hoặc là một cái sản phẩm nào đó cũng không quan trọng đó là cái gì, nhưng cái sản phẩm đó thì nó phải chứa được trong các cái tiếp thị hỗn hợp này. Bản thân cái sản phẩm này nó phải là một cái sản phẩm vật lý chúng ta có thể chạm được, hoặc là nó phi vật lý, nó có thể là sản phẩm online hoặc là bất cứ cái loại nào đó khác, nhưng sản phẩm là những thứ mà bạn muốn thúc đẩy hoặc là muốn bán hàng. Cái điều thứ hai đó là giá. Điều này có là gì, là bạn phải có giá cố định nào đó, và tôi chắc chắn là các bạn là bạn sẽ đồng ý với tôi là giá có nghĩa là phải có cái giá trị nào đó. Nếu các bạn bán chương trình đào tạo thì bạn phải chuyển các cái chương trình đào tạo đó và nhận một số các cái thưởng do việc tổ chức của họ. Đó là những thứ mà cho phép bạn đánh giá cái nỗ lực mà cần thiết. Tức là chúng ta có rất nhiều các cái tiền tệ khác nhau, tiền mã này, tiền pháp định này, không quan trọng. Cái giá nó sẽ được đưa bằng tiền nào, nhưng nó tất cả các thứ nó phải đều phải có giá. Tiếp theo là địa điểm, nó có thể là offline hoặc là online, như là có thể là chương trình đào tạo hoặc là sách này. Nhưng mà ngoài ra thì cái tiễn thị hỗn hợp thì nó cũng có nghĩa là cái sản phẩm này nó phải đưa được lên đâu đó, và cái điều cuối cùng là cũng quan trọng, đó là quảng bá, tức là cái cách mà bạn sẽ tiếp thị sản phẩm này để mà mọi người có thể biết về các cái sản phẩm này. Đó chẳng hạn như là tiếp thị qua các cái mạng xã hội này, quảng bá qua các cái miệng nói này, qua người thân này, offline, online, chương trình marketing, đấy là PR, vân vân. Nó có thể là các cái banner trên Facebook, là Instagram, hoặc là cũng có thể là những các cái ảnh mạng xã hội của các bạn. Đó là những thứ mà cho phép mọi người nghe thấy và nhìn thấy được sản phẩm của bạn. Cái đây nó gọi là quảng bá. Khi mà bạn có những cái 4P này, nó đã được tập hợp với nhau và nó đã trở thành một cái sản phẩm thống nhất, thì từ đây bắt đầu tất cả các thứ. Chúng ta có hệ thống Everreach rồi, và tôi hy vọng rằng là đại đa số mọi người cũng là một phần thành viên của công ty chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ không dừng lại. Everreach là gì, hoặc việc đầu tư là gì, nhưng hệ thống sinh thái Everreach thì nó bao gồm của chúng ta rất nhiều các cái thương hiệu khác nhau, các cái công ty khác nhau, và tất cả công ty thì nó đều có những cái dịch vụ nhất định mà nó đề xuất. Và Everreach đó là một cái chương trình marketing, chương trình tiếp thị, và nó có sản phẩm của mình. Đây là cái gói mà nó đã tồn tại trong tài khoản cá nhân. Và bây giờ thì chúng ta hãy xem chúng ta có những cái sản phẩm, giá và các cái địa điểm. Vậy thì mọi người, nếu mà mọi người thấy có ba cái gạch kia thì mọi người thấy rằng là cái này hoàn toàn áp dụng và nó có thể sử dụng trong cái tiếp thị hỗn hợp. Thế thì Everreach có sản phẩm không? Có hay không? Mọi người có thể viết dấu cộng hoặc là dấu trừ vào chat. Có. Everreach thì đều có sản phẩm. Mọi người hãy nói cho tôi cái sản phẩm Everreach họ có giá của nó không? Mọi người hãy viết vào cộng nếu mà có, còn trừ nếu mà mọi người thấy rằng không. Tất nhiên là có rồi ạ. Thế các cái sản phẩm Everreach có cái địa điểm hay không nào? Mọi người hãy viết được 3 dấu cộng nếu mà có, còn 1 cộng, 1 dấu trừ nếu mà không ạ. Tuyệt vời. Đúng rồi, Everreach đều có sản phẩm, đều có giá cả và đều cũng có địa điểm. Thì trong trường hợp này thì nó được đưa lên online, mọi người có thể mua được qua online. Thì bây giờ chúng ta hãy xem xét Học viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân nào. Một cộng, dấu cộng nếu mà Học viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân có sản phẩm, hoặc là một trừ nếu mà không có những cái sản phẩm nào. Tuyệt vời. Chúng ta có cái những khán giả biết rất là rõ câu trả lời. Tất nhiên là Học viện Đầu tư Cá nhân đều có sản phẩm của mình, và sản phẩm của Học viện Đầu tư
cá nhân là gì nào? Mọi người hãy cho tôi các cái sản phẩm của Viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân nào. Ai đã viết ra là chương trình đào tạo này, thì mọi người viết một cách cụ thể hơn nữa. Alloca thiên tài tài chính chẳng hạn. Ravi Kumar, anh ấy nói viết là thiên tài tài chính và mọi người cũng đều viết là thiên tài tài chính, đúng rồi. Về đào tạo đầu tư cá nhân đó là có trò chơi thiên tài tài chính. Đó là cái chương trình đào tạo thì đương nhiên là chương trình này có giá và có địa điểm có thể mọi người đặt được và sẽ có những các cái phương án cái trò chơi này trong tài khoản cá nhân và ở những các cái tháng cuối cùng chúng ta thực hiện các cái thư từ gửi vào các nước khác nhau. Và bây giờ bạn là người có các cái hộp của các bạn thì mọi người hãy viết vào small vào chat, đúng rồi. Đồng thời là một cái sản phẩm nữa của Viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân là chương trình đào tạo. Bây giờ thì chúng ta bổ sung theo các cái chương trình trong tài khoản cá nhân. Và sắp tới thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái đề tài thú vị mà nó sẽ cho phép cho các cái sinh viên của chúng ta. Nhưng hôm nay thì sản phẩm của Viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân của chúng ta là có trò chơi thiên tài tài chính cộng với các cái chương trình liên quan tới việc dẫn chương trình trò chơi thiên tài tài chính. Và mọi người có biết không, chúng tôi là những người rất là may mắn, có thể là từ may mắn thì nó cũng không phải là từ chính xác là, nhưng mà tôi rất hạnh phúc rằng là cái cộng đồng của chúng ta thực sự là rất thích cái trò chơi này và họ đã trở thành nó là một cái hệ thống. Và khi chơi cái trò này thì mọi người có thể thể hiện rằng cho khách của mình này hoặc là những khách hàng tiềm năng là khi mà họ chơi trò chơi họ có thể mở được cái tư duy của mình, mở mang. Họ có thể biết được về tài chính một cách tốt hơn, về kiến thức, về thế giới đầu tư. Và đó thực sự là một cái công cụ tuyệt vời mà chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta chơi với con cái này. Và không quan trọng là những người tham gia trò chơi, họ là những người chuyên nghiệp hay là họ là người mới. Không quan trọng, tất cả những ai chơi trò chơi này thì họ sẽ tìm được một cái gì đó độc đáo dành cho riêng mình. Vì vậy đó là một cái công cụ tuyệt vời và nó cho phép mọi người, cho phép các bạn trở thành quản trò, trở thành người dẫn chương trình, trở thành huấn luyện viên. Nếu mà bạn muốn dẫn dắt người khác và dạy người khác thì bạn có thể xem xét cái chương trình này 100% và có thể trở thành huấn luyện viên, người dẫn chương trình, cái trò chơi tài tài chính. Nhờ vào đó thì bạn có thể nhận được cái nguồn thu nhập thêm, thu nhập bổ sung. Bạn có thích cái ý tưởng này không? Chúng ta đi tiếp nào. Tiếp theo là chúng ta UGP Group, đó là một cái công ty độc đáo trong hệ thống sinh thái của chúng ta. Và bây giờ thì tôi muốn hỏi, UGP có sản phẩm không? Một cộng nếu mà có, còn một trừ nếu mà không. Tuyệt vời. Tất cả đều biết là có cái sản phẩm. Thì cái sản phẩm đấy thì nó gọi là gì nào? UGP Group thì bán sản phẩm nào các bạn? World Group. Ai là người đầu tiên nhỉ? Rất là đáng tiếc là tôi cũng không thấy các cái room chat khác. Nhưng mà tôi hy vọng rằng là, và tôi cũng nghĩ rằng là đấy sẽ có những cái câu trả lời đúng. Thì thưa các bạn thì ai trả lời một cách nhanh nhất nhỉ? Các bạn hoàn toàn chính xác. World Crew, token chứng khoán UGP. Mọi người biết cái câu chuyện tuyệt vời đằng sau cái câu chuyện này, đó là danh mục đầu tư toàn cầu và đồng thời đây cũng là đăng ký World Crew token với Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC. Và nó là một cái sản phẩm chúng tôi rất là mong đợi để cộng đồng của chúng ta, dành cho những người mà chưa bao giờ nghe thấy Everest, chưa bao giờ nghe thấy về cái security token chứng khoán, chưa bao giờ nghe thấy UGP. Và tôi cũng muốn nói rằng đây là một cái ý tưởng thật là tuyệt vời, trở thành đồng sở hữu của danh mục đầu tư toàn cầu và đồng thời nhận được các cái nguồn thu nhập bổ sung. Và UGP cũng có sản phẩm mà có giá trị của nó và cũng có các cái địa điểm của nó hoàn toàn là online và mọi người có thể mua online được. Và khoảng một phút nữa thì mọi người có thể xem blockchain và chúng ta sẽ có thể thấy tất cả một cái bức tranh tổng thể điều gì diễn ra trong hệ thống
sinh thái của chúng ta. Mọi người có thể nói với tôi rằng bao nhiêu token chúng ta có tổng cộng trong công ty của chúng ta không? Trên blockchain này có bao nhiêu? Bao nhiêu token ạ? Ai sẽ là người đầu tiên nhỉ? Nó sẽ cho tôi giá chính xác ấy. Thực ra thì là hai câu trả lời chính xác. Mà chúng ta nói Ulkru thì nó có 80 tỷ. Nếu mà nói về các loại thì chúng ta có 4 loại token. Và các bạn thực sự tuyệt vời, các bạn rất là giỏi. Thì bây giờ thì mọi thứ đều rõ ràng rồi. Chúng ta có 3 cái mảng chính là average với các cái sản phẩm kinh doanh của mình. Chúng ta có học viện đào tạo đầu tư cá nhân với các cái sản phẩm đầu tư. Và chúng ta có Jupiter Group. Đó là cơ hội đầu tư mà cho phép mọi người trở thành đồng sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu. Nhưng đây chưa phải tất cả đâu. Sắp tới chúng ta sẽ có, sắp tới chúng ta sẽ có rất là nhiều dự án mới, và đó là những dự án mới mà tôi tin chắc rằng là mọi người sẽ rất là vui mừng được quảng bá tất cả những cái dự án đó. Thế nhưng chẳng bao lâu nữa thì chúng ta sẽ thấy là mọi người sẽ còn vui mừng hơn nữa khi họ có thể chọn được những cái sản phẩm mà họ ưa thích hơn cả. Và chúng ta đã không nói đến các cái dự án như là Ugain hay là Global Unit Pay vân vân. Đây là những cái dự án chủ chốt rồi. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có rất là nhiều dự án phong phú, những công ty phong phú, đa dạng. Chúng ta sẽ có rất là nhiều sản phẩm mà sẽ được thực hiện trong cái hệ sinh thái của chúng ta. Vậy cho nên các bạn đừng bỏ lỡ những cái sự phong phú đa dạng này. Mặc dù là chúng ta có nhiều loại sản phẩm, thế nhưng mà Ugain thì cũng có được cái thị trường riêng của mình, NDA cũng có thị trường riêng của mình. Chúng ta có Unitex, sàn cũng có sản phẩm của mình, có những lượng khách hàng riêng của mình, người dùng riêng của mình, và Global Unipay cũng thế. Thế tôi muốn hỏi các bạn một câu như thế này, thì cái phần của Global Unipay là gì? Global Unipay có cái sản phẩm nào mà chúng ta đang chờ đợi này, chúng ta đang chờ đợi, đang chờ đến lúc mà chúng ta có thể nhận được cái sản phẩm nào của Global Unipay? Cái gì vậy? Đúng vậy, chính là thẻ. Sắp tới chúng ta sẽ có được cái thẻ của hệ thống Global Unipay. Chúng ta đã có thẻ demo rồi, không thể thanh toán được bằng cái thẻ đấy, nhưng mà để giao hàng thì cũng như là để tiến hành thử nghiệm, thử nghiệm giao hàng trước khi mà sản xuất hàng loạt ấy, thì các bạn thử hình dung chúng ta có thể có bao nhiêu cái thẻ trong hệ sinh thái của chúng ta. Tất cả các cái công ty mà được giới thiệu ở trên sàn, trên sàn hình của các bạn ấy, tức là Everidge, học viện, UGPay, UK, NDA, Unitex, Global Unipay vân vân, tất cả những cái thương hiệu đấy, những cái công ty đấy đều có thể có, đều có những sản phẩm của riêng mình. Thế nhưng tôi muốn các bạn đừng lẫn lộn trong số những cái sản phẩm rất là đa dạng đó. Nếu như các bạn một định tìm hiểu rõ hơn về từng sản phẩm thì như vậy thì lại quá nhiều cho một người. Mà để mà một lúc giới thiệu hẳn 8 cái sản phẩm khác nhau trong hệ sinh thái của chúng ta thì nó hơi nặng. Một người mà phải giới thiệu đến 8 cái sản phẩm thì hơi nặng. Chúng ta có thể giới thiệu nhiều công ty khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể xây dựng mạng lưới, chúng ta quảng bá Global Unipay, chúng ta có thêm cái bà hoa hồng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhận được cái tiền hoa hồng trong cái tài khoản cá nhân. Nếu như chúng ta bước ra ngoài một chút thì nó, Unitex thì nó không liên quan đến đến cái thẻ back office của mình. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng có những cái đường link giới thiệu có khách hàng, và chúng ta cũng có thể có cơ hội kiếm tiền. Thế nhưng mà phần lớn các sản phẩm mà chúng ta đang giới thiệu trên hệ sinh thái của chúng ta ấy, thì đều đang được xây dựng theo cái mô hình MLCI, tức là có thể chúng ta có thể quảng bá tất. Tôi muốn nói là nếu mà chúng ta quảng bá tất cả cùng một lúc thì nó hơi nặng. Vậy chúng ta sẽ chọn ra
Tức là chúng ta không nhất thiết là phải dặn quảng bá đúng một sản phẩm duy nhất, nhưng mà chúng ta cũng có thể nói là chúng ta phải đứng trên đầu sóng, trên đỉnh sóng, chúng ta muốn quảng bá cái gì đó mà thực sự là tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể làm được, hoặc chỉ có mà rất là muốn có được. Thì các bạn có muốn biết đó là cái gì không ạ? Các bạn sẽ điểm giúp tôi từ 1 đến 10 với xem là các bạn muốn đến đâu. Thứ gì mà không nhất thiết phải là sản phẩm, thế nhưng mà là thứ mà chúng ta sẽ nói đến, là mỗi người trên thế giới này đều muốn có được. Và các bạn không nhất thiết là phải nói một cái sản phẩm cụ thể đâu nhé. Tôi thấy là các bạn rất là tích cực trả lời. Thì tôi cũng rất là cần cái năng lượng của các bạn. Nếu như các bạn đã từng nghe được cái gì đấy, bạn nghe cái gì hay ho thì các bạn nhớ phản hồi. Chúng ta đã nói là chúng ta có cái sản phẩm có giá và có nơi để chúng ta quảng bá, chúng ta phát triển, chúng ta tiêu thụ. Thứ nhất là chúng ta nói về promotion, tức là quảng bá, tức là đây là một cái giai đoạn mà có lẽ là giai đoạn đây là một cái trường hợp đặc biệt, ngoại lệ, bởi vì đây chính là cái lĩnh vực của marketing mix, cái hỗn hợp marketing vừa nãy, thì nó có thể sống riêng một mình mà không quan trọng là bạn có ba cái thứ vừa nãy hay không. Thì promotion nó là có cái phần rất là đặc biệt. Chúng ta có thể đánh giá promotion như là một cái hành động để duy trì, hỗ trợ các cái khuyến khích khách hàng phát triển công việc, doanh nghiệp hoặc mục tiêu. Như vậy có nghĩa là một số hoạt động nhất định mà sẽ thúc đẩy mọi người cách nghiên cứu, cách thu nhập và làm việc với một sản phẩm cụ thể, hoặc là tranh thủ một cái cơ hội nhất định. Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem là có những cái loại hình promotion như thế nào, hoặc là hình quảng bá như thế nào. Chúng ta có thể quảng bá sản phẩm hoặc quảng bá cơ hội. Thường thì chúng ta quảng bá sản phẩm thì khá là đơn giản, nhất là những cái công ty nào mà bán thực phẩm chức năng hay là các cái sản phẩm thực phẩm để ăn được ấy, thì nó sẽ là đơn giản, một cái rất là rõ ràng. Mỗi một sản phẩm chỉ là có một cái sản phẩm, một cái đặc điểm riêng, thì người ta sẽ nói hết ra là sản phẩm này có cái gì đặc biệt. Thế thì chúng ta hỏi là cái đặc điểm tức là gì, cái đấy là cái gì. Ví dụ iPhone có cái camera, mà camera này nó rất là đặc biệt, đấy là một cái feature, một cái đặc điểm đấy. Còn cái lợi ích mà nó có thể đem lại cho người dùng thì tức là cái mà chúng ta có thể tranh thủ cái đặc điểm này, cái đặc điểm và cái lợi cái camera của iPhone thì có thể chụp mà đen trắng, có thể chụp panorama vân vân, chụp cả đêm nữa. Hay các bạn có thể cài đặt cái đưa ra những yêu cầu của mình để máy tính nó làm theo, để điện thoại nó làm theo. Tức là đây là đặc điểm của cái sản phẩm. Cái lợi nhuận là cái gì, là cái mà chúng ta có thể có được. Và khi mà chúng ta nói về một công ty về bán hàng theo mạng lưới thì đa số các công ty đó là có sản phẩm. Ví dụ như là trà nhé, một loại trà đi, tôi lấy ví dụ thế đi. Chúng ta uống cái trà đó và chúng ta sẽ giảm cân chẳng hạn. Đấy, thì cái sản phẩm này sẽ là một cốc trà hay là một cái gói trà. Và đặc điểm của nó sẽ là cho phép chúng ta giảm cân. Và lợi ích của nó mang lại tức là khi chúng ta uống trà, chúng ta cảm thấy khỏe mạnh, chúng ta bớt cân. Thì như vậy càng nói chung là sản phẩm rất là đơn giản, và việc quảng bá nó cũng khá là đơn giản thôi. Nói rõ ra được là đây là cái gì và nó mang lại cái gì, cho lợi ích gì cho người dùng. Đấy, với sản phẩm thì nó cũng lại có một cái hạn chế khác là chúng ta sẽ không thể nào mà đến được với tất cả thế giới. Thì không phải là ai cũng có thể sẵn sàng bỏ việc để thay đổi cái cách sống của mình. Tức là cái sản phẩm nó chưa phải là cái lý do chính đáng, chưa do đủ mạnh để cái người dùng họ thay đổi cái cuộc sống của mình. Có thể là sản phẩm nó có thể thay đổi cái sức khỏe của bạn, có thể thay đổi cái cảm nhận của bạn, có thể thay đổi bề ngoài của bạn. Có thể cảm thấy các bạn yêu bản thân mình hơn, thế nhưng mà nó sẽ không thay đổi được.
đáng kể cái sức cuộc sống của mình, nhưng mà cơ hội thì lại có. Chính vì vậy cho nên chúng ta có thể chọn là quảng bá sản phẩm hay là quảng bá cơ hội. Nếu như chúng ta thực sự muốn tìm một người và muốn xây dựng một đế chế cùng với bạn, xây dựng một cái công việc kinh doanh với các bạn, thế thì có thể là cùng nhau phải làm cái sứ mệnh đấy, thì chúng ta sẽ phải chuyển từ việc quảng bá sản phẩm sang cái quảng bá cơ hội. Các cái cơ hội thì nó có thể khác nhau, nó có thể là sự kiện, nó có thể là đào tạo hay là một đề xuất nào đấy. Khi mà mọi người đề xuất với nhau là tôi là có thể đưa có thể là một cái buổi cung cấp thông tin hoặc là một cái buổi tạo động lực vân vân. Thế thì mọi người thường nhận được một cái thông tin nào đấy mà có thể thay đổi cái cuộc sống của họ. Đấy. Tức là chúng ta sẽ quảng bá các cái loại hình quảng bá nó rất là mạnh, nó là một công cụ rất là mạnh, bởi vì nó nhìn thấy giống như các bạn thấy trên màn hình đấy, có liên quan kết với giấc mơ này, với cách kể chuyện, cách các bạn kể câu chuyện của các bạn, và cũng liên hệ với cái với định mệnh, với thì tùy theo cái người dùng họ có muốn sống với cuộc sống mà họ mơ ước hay không. Thì nếu như hỏi thế thì chắc chắn là mọi người ai cũng sẽ nói là có rồi, đúng không ạ? Các bạn thử cho tôi một cái ví dụ là mọi người sẽ nói, sẽ hỏi là các bạn có muốn sống một cuộc sống mà các bạn mơ ước hay không, thì mọi người thường hay nói gì ạ theo các bạn? Tất nhiên là mọi người sẽ nói có rồi, đúng không ạ? Đây sẽ chẳng có gì để phải suy nghĩ nữa rồi. Mọi người sẽ nói là có, tôi muốn sống cuộc sống trong mơ của mình, muốn sống đầy đủ nhất, thoải mái nhất, sung túc nhất. Sống trọn vẹn và thực hiện tất cả mọi ước mơ của mình. Thì đấy chính là lý do tại sao mà chúng tôi đã giúp tiếp cận tâm hồn và trái tim của mọi người. Chúng ta có bị vấn đề ở micro thì bây giờ nó khá hơn rồi, để tôi vừa chỉnh xong. Ok. Vậy thì cái đề tài ước mơ là một đề tài rất là mạnh, là một cái công cụ rất là mạnh, bởi vì chúng ta có thể cho mọi người thấy là họ có thể sống cuộc sống trong ước mơ của họ. Chúng ta có thể tạo động lực cho họ để họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ có thể đặt ra cho mình. Và quan trọng là không phải là cái ước mơ đấy là như nào, chúng ta sẽ nhận thức được cái câu hỏi tại sao của mình. Và tại sao ở đây chúng ta không nhất thiết là phải gầy đi, chúng ta phải sống cuộc sống trong giấc mơ. Tức là chúng ta phải có một cái cơ thể đẹp thì rất là tuyệt vời, đúng không? Thế nhưng mà ở đây chúng ta sẽ giới thiệu cho họ là họ có thể sống một cuộc sống như thế nào, trong một ngôi nhà như thế nào, có thể đi vòng quanh thế giới, đi du lịch để có thể ảnh hưởng đến những người khác và có thể thay đổi số phận của mình, những gì mà họ có thể nhận được từ cuộc sống. Còn cái sản phẩm thì nó cũng hơi hạn chế so với cơ hội, bởi vì sản phẩm chỉ có thể mang lại cho chúng ta thứ nhất là cái lợi ích, thứ hai là cái đặc trưng, tức là nó không thể giúp chúng ta đạt được những cái ước mơ của mình, không thể thực hiện được cái sứ mệnh của mình, không thể thực hiện được cái cơ hội, cái cuộc đời của mình. Tại sao chúng ta hỏi tại sao lại như thế? Sản phẩm thì chính là cái điểm ban đầu, điểm khởi điểm để cho những người mà muốn tham gia vào marketing theo mạng lưới, họ mua sản phẩm, họ trở thành khách hàng. Thế nhưng nếu như các bạn muốn một cái người mà họ tăng trưởng, họ chuyển từ cái người khách hàng lên thành thủ lĩnh, lên thành lãnh đạo ấy, để họ xây dựng được một cái hệ thống ở bên, để họ có thể sống được cuộc sống trong mơ của mình, được đi vòng quanh thế giới và trở thành một diễn giả vĩ đại, thế thì chúng ta không phải là mời họ dùng sản phẩm, mà chúng ta phải mời họ dùng cái cơ hội, chọn cái cơ hội, các cái sự kiện, các buổi đào tạo, mà qua đó thì mọi người có thể lớn lên, có thể phát triển hơn và sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Trong trường hợp của chúng ta thì có thể đấy là cái công việc kinh doanh MLCI, có thể là học về các cái gói danh mục đầu tư, học cùng trong
học viện đào tạo nhà đầu tư vân vân, thì tất cả những cái sản phẩm đấy nó sẽ gắn liền với các cái cơ hội và giúp cho mọi người có thể đạt được cái ước mơ của mình. Thế nhưng mà chúng ta chỉ nói về mỗi sản phẩm thôi, giới thiệu với khách mỗi sản phẩm thôi. Thế thì ở đây thường là cái giấc cái sai đổi cái sai lầm, bởi vì là sản phẩm nó có thể thay đổi, hôm nay nó là này, mai nó là khác. Thế nhưng mà nếu chúng ta sống cuộc sống trong mơ của mình, không quan trọng là mình bán sản phẩm nào, mình vẫn có thể thành công. Chính vì vậy mà nhiều người, nếu mà xem những cái người triệu phú ấy, nhất là những cái người mà nổi tiếng trên thế giới, thì họ có thể bán bất cứ sản phẩm nào, bởi vì không quan trọng là sản phẩm nào họ quảng bá đâu. Họ biết cách ảnh hưởng đến người khác, họ biết cách xây dựng công việc kinh doanh, họ biết cách nhìn thấy cái nắm bắt cơ hội. Thì đấy chính là cái gì, điều mà khiến họ khác biệt so với những người bán sản phẩm. Ở công ty của chúng ta, nếu mà chỉ có mỗi sản phẩm thôi thì có lẽ là chúng ta sẽ không thể đi xa được như thế này đâu. Chúng ta đã từng có một cái buổi hỏi, cái hỏi đáp tại sao mọi người tham gia với công ty của chúng ta. Thế mọi người biết là câu trả lời thường gặp nhất là câu nào không ạ? Có lẽ ai đó sẽ vẫn còn nhớ cái câu trả lời mà thường gặp nhất ý. Thì nó là gì? Đấy có phải về sản phẩm mới, hay là vì việc cải tiến nền kinh tế thế giới, hay là mọi người muốn một cái gì đó nhiều hơn bản chính bản thân họ? Họ muốn để lại một cái di sản sau lưng mình. Đấy thì đấy chính là cái điều mà khiến cho mọi người cảm thấy trầm trồ, thán phục và thích thú. Họ có thể để lại một cái di sản sau, có thể thực hiện được cái số mệnh của mình, cái số phận của mình. Họ có thể làm chủ số phận của mình. Và tôi thì tôi muốn là các bạn hiểu được rằng là chúng ta có thể quảng bá sản phẩm hoặc là quảng bá cái cơ hội. Nếu như chúng ta xem những cái người mà tham gia về cái việc kinh doanh của bạn, và các bạn giúp các bạn xây dựng cái đề chế của các bạn ấy, vậy thì chúng ta phải chú trọng đến cái việc quảng bá cơ hội. Vậy thì chúng ta có thể quảng bá những gì trong công ty của chúng ta? Ở công ty Village nó có cái hệ thống rất là đơn giản, mà người ta cũng quảng bá chưa được đủ lắm. Thế thì mọi người chưa không biết các cái công cụ lớn lao của chúng ta như thế nào. Trước tiên thì chúng ta có cái hệ thống thu hút mảng kinh doanh của chúng ta. Thế này có nghĩa là mọi người có thể nhận được các cái trang đích, và nó cũng after landing, nó cũng dành cho những các cái lãnh đạo địa phương. Và chúng ta cũng có sự tương tác với mạng xã hội. Hiện tại thì chúng ta có rất nhiều các cái chat trong mạng xã hội. Chúng ta có Instagram, Facebook, LinkedIn, Contact là trang mạng xã hội của ai ạ. Chúng ta có rất nhiều các cái nền tảng, các cái kênh trong mạng xã hội mà cho phép mọi người theo dõi các cái tin tức và chia sẻ các cái tin tức đó. Và chúng ta tạo các cái kênh đó để mà chúng ta có thể thu hút được khách hàng một cách dễ hơn. Nếu mà bạn là người mới trong mảng kinh doanh này thì nhiều khi rất là khó chọn những các cái sản phẩm cần thiết từ những cái sản phẩm mà chúng ta đang có. Thế khi chúng ta nói các cái quảng bá một cái cách phong cách sống, mảng kinh doanh MLC chẳng hạn, thì về trong việc quảng bá các cái phiên của chúng ta, các cái chương trình đào tạo, thì mạng xã hội đây có cái vai trò rất là lớn. Thì ở bất cứ mạng xã hội nào đó thì nó sẽ có những các cái đủ các cái tư vấn, những các cái lời khuyên cho việc này. Vì vậy là mọi người hãy tham gia cùng các cái mốt. Nếu mà mọi người có cái link thì mọi người hãy gửi vào tất cả các cái chat. Chúng ta chat thì chúng ta chỉ có rất nhiều ngôn ngữ, và đó cũng là một phần của chương trình của chúng ta. Mọi người có thể xem được các cái bình luận vào đó, thì chắc chắn là sẽ có link cho các kênh của chúng ta ở mạng xã hội. Và đương nhiên là chúng ta có cả cái kênh ở YouTube, một cái phương tiện thực sự là tuyệt vời. Nếu mọi người muốn biết là mọi người tham gia vào cái chương trình đào tạo của chúng ta, các cái hội nghị của chúng ta, thì họ có thể sử dụng được cái đó. Nhưng trước tiên là chúng ta phải thu hút và doanh nghiệp vào mạng kinh doanh. Chúng ta sử dụng các cái chương trình after landing và tương tác với mạng xã hội, chúng ta có thể chỉ được cái kênh chính thức. Điều thứ hai, khi mà mọi người đăng ký trong hệ thống sinh thái của chúng ta, thì họ bắt đầu nhận được một cái gọi là gói chào mừng. Bây giờ thì nó đã được dịch sang 12 ngôn ngữ rồi, và bất cứ ai mà người mới trong cái hệ
thống của chúng ta, hệ thống sinh thái của chúng ta thì sẽ nhận được cái gói chào mừng đó theo mail. Họ sẽ nhận được link hoặc là họ sẽ tìm được trong các cái back office của mình và họ sẽ nói là chúng tôi là ai, chúng ta có những cái thương hiệu gì trong hệ thống sinh thái, và có rất các cái sự giải thích một cách rất là chi tiết thì MLC là gì và tại sao của chúng ta và đó là nền cải cách nền tiền hóa thế giới, tại sao chúng ta lại sử dụng cái danh mạng lưới cộng đồng, thì cái cơ hội đến này nó mang gì cho mọi người, tại sao chúng ta muốn thực hiện cái nền tiền hóa thế giới, nền tiền hóa kinh tế thế giới, và chúng ta làm thế nào để 15% doanh số thế giới, dân số thế giới sẽ tham gia. Và tất cả các cái thông tin này thì nó đã được đưa vào các cái gói chào mừng rồi, nếu mọi người chưa bao giờ nghe thấy hoặc chưa bao giờ nhìn thấy thì chắc chắn rằng mọi người hãy chắc rằng là mọi người vào tài khoản cá nhân của mình ở back office và trong cái tab promotion khuyến mãi thì mọi người có thể tải được cái gói chào mừng bằng ngôn ngữ mà bạn cần. Đó là một cái công cụ rất là mạnh mà mọi người phải tận dụng. Đấy, bước thứ ba là chương trình đào tạo. Cái chương trình đào tạo thì nó cũng phân chia cho các cái cấp độ và là các cái quy mô. Thế thì cái chương trình đào tạo thứ nhất là đối tác triệu đô thì nó có trị giá khoảng 150 đô. Thường là giá đấy vậy, giá thông thường 250 đô. Thế thì bây giờ, tôi xin lỗi, là 250 đô. Thế thì cái chương trình này dành cho ai? Chương trình đào tạo đối tác triệu đô dành cho tất cả những người mới mà họ muốn nhận được một cái kết quả một cách nhanh chóng. Và trong khuôn khổ chương trình đào tạo, chương trình đào tạo đối tác triệu đô thì mọi người sẽ nhận được các cái kịch bản mới trong cái tập, trong bài tập nó dành cho những người mới mà ai muốn nhận được các cái công cụ trong việc xây dựng bảng kinh doanh của họ, làm thế nào đạt được các cái danh hiệu căn bản, làm thế nào mà có thể sử dụng các cái chương trình khuyến mại, làm thế nào mà tạo được cái danh sách liên hệ không giới hạn, làm thế nào mà chúng ta có thể phân biệt được và biết cách dùng cái mạng xã hội. Chúng ta cũng tổ chức cũng các cái hệ thống kinh doanh, các cái cuộc hẹn theo dõi, rồi là cái việc thực trình. Một trong những đề tài đó là chương trình bổ sung, đó là xử lý phản đối. Đấy là dành cho những người mà ai muốn một cái công cụ đầy đủ người mới. Thế thì mọi người hãy ghi vào cái chương trình đào tạo đó, và đồng thời cũng chúng ta cũng có cái bài tập ở nhà về các bài kiểm tra. Và nếu mà bạn là nhà tài trợ hoặc là bạn làm offline, đó là một cái cơ hội thực sự tuyệt vời. Nhờ vào đó thì bạn có thể mời được những người khác cho chương trình đào tạo đối tác triệu đô, thì họ có thể là sẽ tham gia được vào mảng kinh doanh và mọi người có thể hỏi được cái bài tập ở nhà họ thực hiện có ổn không. Mà đấy giờ là anh Oracle cộng đó trong chương trình đào tạo của mình là trong kinh doanh mạng lưới thì cũng có rất nhiều các cái khách du lịch mặc mặc kép ấy ạ. Thế thì trong công ty của chúng ta thì cũng có mảng kinh doanh mạng lưới, chúng ta cũng có các cái công cụ thực sự là đầy đủ nhất. Ngoài việc xây dựng kinh doanh hoặc là tổ chức kinh doanh mạng lưới thì chúng ta cũng có yếu tố đầu tư, và chúng ta cũng là đồng sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu, và nó cho chúng ta các cái cơ hội thực sự là tuyệt vời. Chúng ta cũng có rất nhiều các cái khách du lịch, khách vãng lai thôi, rất là đáng tiếc. Và những các bạn như là thủ lĩnh, những lãnh đạo, bạn phải kiểm tra người mới nhờ vào việc là bạn cho bài tập về nhà. Thì bạn đưa cho họ cái bài tập và hãy kiểm tra là họ đã thực hiện chưa và họ làm như thế nào. Đấy, cái mục tiêu là cái bài tập ở nhà nó tạo ra để làm gì? Tạo cho các cái thủ lĩnh, các lãnh đạo để mọi người có thể nhìn thấy được là các người mới tham gia trong hệ thống của các bạn, họ đang thực hiện, họ đang vượt qua các cái bài tập này, họ hiểu cái gì và họ không hiểu cái gì, ở đâu họ cần sự giúp đỡ của bạn, sự hỗ trợ của bạn, ở đâu họ cần sự hỗ đóng góp của bạn. Cái bài tập ở nhà của họ thì cũng cho phép họ là họ cho phép họ hầu như là qua tất cả chương trình đào tạo. Chúng ta cũng có một cái kịch bản liên quan tới crypto, tiền mã hóa ấy. Chúng ta cũng đã từng tổ chức các cái thuyết trình và dựa trên các cái kinh nghiệm rất là lớn lao của chúng ta có những các cái kịch bản như vậy. Và bây giờ thì những các cái kịch bản văn bản, viết bằng văn bản nó chiếm khoảng 3 trang. Cái kịch bản làm thế nào để mời được người ta, để người ta học hỏi, để người ta tham gia chương trình đào tạo, để người ta tạo các cái mảng kinh doanh, làm thế nào để họ trở thành đồng sở hữu danh mục đầu tư toàn cầu. Và tất cả các cái chương trình bổ sung ở cái chương trình tiền mã hóa crypto nó có hết trong bài tập ở nhà. Vậy là khi mọi người sẵn sàng, tất nhiên là trước tiên mọi người hãy lên xem chương trình
đã, tức là xem cái gói chào mời và để họ biết mình là tổ công ty của chúng ta là gì. Còn chỉ đến khi họ muốn tham gia mảng kinh doanh và họ hỏi bạn là tôi làm thế nào để bạn có thể bắt đầu được cái mảng kinh doanh, lúc đó thì mọi người định hướng tới cái chương trình đào tạo này. Và cái chương trình đào tạo này nó chỉ có thời gian, nó có giá rất là hạn chế, tức là chỉ giảm giá, tức là có chỉ ưu nhất về chúng ta muốn là tất cả cộng đồng của chúng ta đều hiểu là cái chúng ta là có một mỏ vàng trong cái chương trình đào tạo này. Và đây cũng là một sẽ có bài ghi âm, mọi người có thể nghe đi nghe lại mấy lần liền trong cái tài khoản cá nhân của mình, họ không phải đợi tháng sau đâu, hoặc là đợi vài tháng khi mà có những cái chương trình đào tạo đấy một cách live. Tất cả cái này sẽ được ghi chép rồi và nó sẽ được đưa lên back office. Khi mọi người thực hiện mua bán thì mọi người có thể xin họ, yêu cầu họ xem cái chương trình đào tạo này, sau đó thì quay lại với người đó thì khoảng một thời gian sau đó, một ngày chẳng hạn, và xem cái sự tiến triển của các cái những người đấy như thế nào. Vì ít nhiều thì đó là kinh doanh của mọi người, đó là quan hệ của giữa người với người, và đó cũng là nguồn thu các cái hoa hồng của bạn, không phải là bạn bán sản phẩm mà bạn nhận được hoa hồng đó. Lúc đấy thì bạn có thể cũng làm được một trong vòng một cấp độ thôi. Ở đây thì ý tưởng của nó là chúng ta xây dựng cái mạng lưới kinh doanh, tức là mọi người kiếm tiền từ các cái hệ thống của mình thì bạn giúp đỡ họ phát triển, giúp đỡ họ trưởng thành, bạn chia sẻ các cái kinh nghiệm, các cái kỹ năng bạn học hỏi cùng với họ. Bất cứ một đô la nào, một cái unit nào đó mà bạn nhận trong tài khoản cá nhân từ các team, từ cái đồng đội của bạn thì nó có nghĩa là bạn cũng phải dành cho họ thời gian của mình, sự quan tâm của mình, một sự cái tâm thái của mình, dù bạn cứ nói bằng bất cứ từ nào đó. Vì vậy là cái chương trình đào tạo này rất là quan trọng, nhưng các bạn đừng có để mọi thứ nó theo quang tính, và đừng có hy vọng rằng là mọi người sẽ một chương trình đào tạo là xong là hôm sau họ sẽ trở thành chủ tịch ngay và luôn, không thì đó nó sẽ không diễn ra đâu. Nếu mà bạn không giúp đỡ họ và theo cái con đường này, nếu mà bạn không định hướng họ, thì vậy là cái chương trình đào tạo này nó rất là một cái công cụ rất là tốt đối với bạn, như là thủ lĩnh, như lãnh đạo, để bạn có thể kiểm tra được họ họ có nghiêm túc tới cái mảng kinh doanh này không, họ có ý định nghiêm túc để đạt được cả tiền thế giới không. Đó cũng là mục tiêu của bạn, là cũng luôn luôn hỗ trợ họ. Và tôi hy vọng rằng tất cả những ai tham gia trong chương trình đào tạo này thì đã thích thích cái chương trình này. Ai đã ở đây tham gia đã hôm nay thì đã có người nào mua cái chương trình này, chương trình đào tạo đối tác triệu đô ấy, thì mọi người hãy viết cho tôi vào chat ạ. Tuyệt vời, mọi người hãy biết biết hai dấu cộng. Nếu mọi người thấy cái chương trình đào tạo này thực sự là thú vị, nếu mọi người thực sự học được cái gì đó mới trong cái chương trình này, có thể là mọi người đã thấy có cái thông tin nào đó thú vị mà trước kia bạn chưa bao giờ nghe. Ồ, tuyệt vời, đây chưa phải là tất cả đâu, đó mới chỉ là bước thứ ba thôi ạ. Bước thứ tư, đó là một trong lý do tại sao chúng tôi đã quyết định đưa cái chương trình này. Đó là một cái sản phẩm Average của chúng ta là MLC Pro, đấy là sản phẩm chủ chốt của chúng ta. Trước khi cho tôi qua cái đề tài, cái bước thứ tư, thì mọi người viết số 1 vào chat. Nếu mà mọi người đã tham gia Master Profi Online hoặc là Offline, mọi người hãy viết chat là số 1. Và số 2, nếu mà bạn chưa phải là sinh viên của cái chương trình đào tạo đó, có thể là bạn đã tham gia ở Goa hoặc là cũng qua chương trình đào tạo offline là online, mọi người hãy biết bấm vào số 3 nếu mà sau cái chương trình đào tạo đó mọi người có cảm giác là cuộc sống của các bạn nó không như ngày xưa, nó không trước kia nữa. Và bấm biết số 4 nếu mà sau khi các bạn qua cái chương trình đào tạo đó thì bạn không có cái bất cứ cảm giác gì, đó cũng là một cái chương trình đào tạo như các chương trình khác thôi, cũng không có gì đặc biệt. Số 3 nếu mà đó thực sự là nó là một bước ngoặt cho cuộc đời bạn, và số 4 nếu mà bạn thấy nó cũng thích nhưng mà cũng không có cái gì đặc sắc cả. Tuyệt vời, tuyệt vời, tôi đã thấy có cái số 3 rồi, ít nhất là trong cái chat room tiếng Anh. Thế thì các cái room khác thì sao ạ? Cái room tiếng Ý thế nào, thế thì ở nhà room tiếng Ý thế nào, hãy cho tôi biết.
Tức là chúng ta tất cả đều đồng ý rằng cái chương trình đào tạo này nó cũng là chương trình đào tạo bước ngoặt. Tôi cũng nhớ tôi khoảng 6 năm trước, thời gian thì trôi rất là nhanh. Khi mà tôi mới tới cái chương trình đào tạo đấy thì thời đó mọi người có biết không, tôi đang làm việc cho công ty khác. Đó cũng là ban marketing và bán hàng. Và cái thời đó chương trình đào tạo nó diễn ra ở Singapore, và Arman mời tôi và nói với tôi rằng tôi phải ở đó và giải thích với tôi rằng anh không thả tôi đâu cho đến khi tôi không mua. Thì khi tôi mua và tôi bắt đầu nghe thì tôi đã hiểu rằng, mọi người có biết không, ở công ty đó nó có cái gì đó rất là kỳ diệu và nó sẽ rất là hữu ích cho đời tôi. Và sau đó thì chương trình đào tạo đó thì tôi sẽ không còn là Mila của ngày trước nữa. Và mọi người có biết không, chắc là khoảng 2 tháng sau khi tôi kết thúc cái chương trình đào tạo đó thì tôi cũng quay trở lại Anh. Và tôi quyết định lớn nhất trong cuộc đời của tôi, đó là tôi nghỉ việc. Thực sự đó là cái điều sợ nhất, quyết định đáng sợ. Lúc đó tôi là hoàn toàn mới trong mảng kinh doanh mạng lưới. Tôi chưa bao giờ tham gia bất cứ công ty nào kinh doanh mạng lưới cả. Mọi người có biết không, chứ mọi người cần hỏi tôi, mày thực sự là nghĩ là mày có thể kiếm được tiền ở trong kinh doanh mạng lưới á? Có rất nhiều người bi quan, nhưng mọi người có biết không, tôi lúc đấy có cảm giác rằng nếu tôi không không đắm mình vào đấy, không tham gia hết mình vào đấy thì tôi sẽ không thật với mình và tôi không đạt được các danh hiệu khác đâu. Nếu tôi không thử, vậy tôi quyết định là tôi sẽ nghỉ việc. Đó là cái điều đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ khi mà tôi nhìn vào quá khứ thì tôi thấy được đó rằng đó là quyết định tốt nhất trong cuộc đời tôi. Khi mà tôi quyết định không những cho tôi mà cho gia đình này, cho những người mà tôi biết này, cho những người tôi đang làm việc hôm nay, cho những người thủ lĩnh mà tôi có thể gây cảm hứng. Thế mọi người có biết không, tất cả những quyết định đó mọi người đang đưa trong cuộc đời mình ấy, thì nó không liên quan tới trực tiếp tới bạn đâu, mà đó là cái ảnh hưởng mà chúng ta có thể làm được, ảnh hưởng mà chúng ta có thể đưa tới người khác trong thế giới này. Vì vậy mục tiêu của chúng ta, các cái ước mơ của chúng ta nó đều có cái ý nghĩa rất là quan trọng. Khi mà chúng ta qua chương trình đào tạo này, và tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là cái chương trình đào tạo mới này nó sẽ tổ chức bằng 12 ngôn ngữ online, nhưng thường thì cái giá của nó là 2.500. Thì bây giờ thì nó đã chúng tôi đã đang tổ chức với cái giá 1.000, chúng tôi đã điều chỉnh giá rồi. Đó là cái chương trình đào tạo thử đó, mọi người sẽ nhận được không nhé, các cái chương trình đào tạo truyền thống của về đào tạo đầu tư hoặc là average, mà nó sẽ trở thành một cái chương trình đào tạo một cách sâu và rất thú vị về về những nét cơ bản về blockchain và STO, về lãnh đạo và chuyển đổi, về những các cái trở thành average, về những cái nền tảng của một nhân cách giàu có và phát triển. Và chúng ta có thể xem một cách sâu sắc về mặt tư tưởng, rồi họ xem các cái cải tiến hóa kinh tế thế giới. Và chúng tôi chuẩn bị rất nhiều cho cái chương trình đào tạo này. Chúng ta cũng có phần thưởng thêm, và chúng ta có cái cơ hội phân chia cho các nhóm và tổ chức các cái chat nhỏ bé. Chúng ta sẽ có những cái phiên họp làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ có chương trình huấn luyện. Đó là cái chương trình mà chúng ta có những cái room bổ sung, và chúng ta sẽ theo dõi phát triển các cái sự kiện. Trong cái sự phát triển có cái training chương trình đào tạo, sẽ có những cái giấy chứng nhận mà nó sẽ được chuẩn bị và được cung cấp cho các bạn, như là sự công nhận của bạn sau khi chúng ta thực hiện chuyển đổi các cái tài khoản cá nhân mới hoàn toàn. Đến lúc đó thì mọi người sẽ được thêm phần thưởng thêm khi mà ai qua cái chương trình đào tạo này theo cái chương trình marketing, chương trình tiếp thị. Đồng thời là mọi người muốn qua lên tới cái danh hiệu mới tại công ty thì cái hội đồng địa phương hoặc là các ban chiến lược, rồi là hội đồng đại sứ, nếu mọi người muốn trở thành các cái thành viên của các cái ban đó thì chương trình đào tạo này 100% là bạn phải trải qua, vượt qua. Nó không cung cấp cho bạn những các cái kiến thức lý thuyết trên điều gì diễn ra trên thế giới, nhưng trong khuôn khổ cái chương trình đào tạo này chúng tôi sẽ dạy các cái việc thực hiện triển khai công việc mà và các công cụ mà các bạn cần mà bạn phải có để mà có thể thay đổi được cuộc sống của mình. Và tất nhiên là tôi cũng thấy một số các cái câu hỏi của mọi người liên quan tới các cái danh hiệu. Thế tức là
Các bạn cũng có thể ghi vào đăng ký vào chương trình đào tạo, nếu mà bạn là tư vấn viên hoặc là bạn là đối tác thì chúng tôi cũng, nếu mà bạn là danh hiệu còn thấp hơn thì chúng tôi cũng có bạn khuyên các bạn hãy qua cái chương trình đối tác cũng triệu đô, và sau đó thì mới qua cái chương trình đào tạo tiếp, vì cái chương trình đào tạo này là chương trình cấp độ sau rồi. Tôi nhớ là khi tôi qua cái chương trình này thì chúng ta có rất nhiều các câu chuyện thú vị, câu chuyện hay sau marathon em marathon 260, thì chúng ta có nhiều các cái ví dụ vì khi mà ngày xưa người ta rất là tiêu cực cho cái mảng kinh doanh này, còn bây giờ thì họ là thủ lĩnh của công ty mà giúp cái mảng kinh doanh này trở thành dân đầu tư toàn cầu, giúp những người khác sống bằng sống cuộc sống ước mơ của mình và theo được cái phong cách sống của mình. Nhờ ở đó, cái chương trình đào tạo này nó thực sự là rất là đặc biệt và nó rất là quan trọng, và đồng thời tất cả các cái những người trong cộng đồng của chúng ta, những cái thủ lĩnh vĩ đại thì mọi người biết đấy, rất nhiều người từ họ đã qua chương trình đào tạo đã qua marathon hoặc là chương trình masterography và muốn theo chương trình đào tạo đó, thì các bạn cũng phải trải qua, cũng phải vượt qua, những cũng sẽ có những cái thông tin bổ sung xuất hiện. Và điều đó không có nghĩa là khi mà bạn là thủ lĩnh bạn sẽ trải qua cái gì đó sau bạn sẽ dừng lại. Cái nguyên tắc đầu tiên của thủ lĩnh là gì? Đó là một trong những cái đề tài đó. Số 1 là các phiên 8 tổ chức của lãnh đạo, đấy là những ai đã trải qua rồi, trải qua những cái chương trình đào tạo trước kia, thì mọi người có thể nói nguyên tắc của người đầu tiên của một thủ lĩnh chân chính. Tôi không thấy các bất cứ câu trả lời nào là sao vậy. Bài nguyên tắc đầu tiên là gì? Mọi người có nhớ không? Có 8 nguyên tắc của những thủ lĩnh, của những nhà lãnh đạo để mà có thể trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời. Patricia, cô giỏi lắm. Trở thành khách hàng của sản phẩm của mình. Cái nguyên tắc đầu tiên của một thủ lĩnh vĩ đại là chúng ta phải là khách hàng của sản phẩm của chính mình, những người mà dẫn dắt những người khác. Tức là nói cách khác rằng là làm thế nào chúng ta có thể bán được những thứ gì mà bạn không biết cái gì cả. Bạn có thể tưởng tượng xem không? Chẳng hạn như là bạn đang nói chuyện với khách hàng tiềm năng và bạn đang bán cái chương trình đào tạo mà có thể thay đổi được cuộc đời của họ, và khách hàng rất là phấn khởi và họ muốn qua chương trình đào tạo với bạn, và họ sẽ hỏi là thế anh đã trải qua cái chương trình này chưa, anh đã học chưa? Anh nói không, tôi chưa học chương trình này. Thì bạn nghĩ rằng cái người đấy, khách hàng đấy sẽ có mua cái chương trình đấy không? Không bao giờ. Nếu mà bạn muốn để mọi người đi theo bạn như là một thủ lĩnh, như là một nhà lãnh đạo, thì bạn phải chỉ cho họ cái con đường. Bạn chỉ cho muốn chỉ cho họ con đường thì bạn phải phân chia ra các cái mẫu nhỏ như A, B, C, D. Thế thì họ cũng sẽ bắt chước sao chép cái nhân rộng cái sản phẩm của bạn theo bước A, B, C, D. Bạn không phải tìm con đường vòng vo đâu. Bạn mà làm gương mẫu và chỉ một cách mọi thứ rõ ràng và bạn chơi hết mình. Thế thì hãy làm thế nào mà để bạn có thể chỉ được cho những người của mình từng bước một, tất cả các bước trở thành thủ lĩnh. Điều đó có nghĩa là bạn phải dẫn dắt mọi người, bạn chỉ cho họ con đường. Và cái nguyên tắc đầu tiên là trở thành khách hàng sản phẩm của mình, khách hàng đầu tiên mà mua sản phẩm của mình, và bạn là người đầu tiên mà chịu trách nhiệm, người đầu tiên mà nói chung là luôn luôn phải là người đầu tiên nếu mà bạn muốn trở thành thủ lĩnh lãnh đạo mà có thể thay đổi được không những cuộc sống của mình nhưng mà cuộc sống hàng triệu triệu người khác nữa. Tức là khi chúng ta sử dụng từ đánh giá từ số 1 đến số 10, mọi người hãy trả lời cho tôi và cho tôi cái sự phản hồi mà, cho cái yếu tố thủ lĩnh này, cái nguyên tắc đấy, thì bạn thấy sao về cái nguyên tắc này? Mọi người có biết không? Khoảng 4 tháng gì đó, chúng ta đang nói chuyện với các cái thủ lĩnh mới, với Stephanie Dana này, họ là một phần, họ là thành viên của những cái ban đào tạo, thì chúng ta phải nghĩ ra cái nào đó để cái chương trình đào tạo nó trở thành đặc biệt, để mọi người mua một cách khát khao nó để học chương trình này. Thế mọi người có biết không, nếu mà nói riêng thì chúng ta không thể nghĩ ra được đâu, cái gì mà
đang diễn ra khắp thế giới, thậm chí là biên giới thì nó đang bị đóng. Thì cái cơ hội mà chúng ta có thể cùng nhau, có thể tương tác với nhau, có thể hợp tác với nhau, mà chúng ta có thể nhìn thấy nhau, cảm nhận thấy nhau, hỗ trợ nhau, đó thực sự là một điều rất là tuyệt vời. Và mọi người có biết không, có những công ty mà cho các bạn các cái lý thuyết làm thế nào để thay đổi cuộc sống. Nên chúng ta sẽ chỉ cho các bạn các cái trường hợp một cách cụ thể, bước một bạn phải làm cái gì để mà thể xây dựng được mảng kinh doanh mới, bạn phải làm cái gì để mà trở thành mẫu để mọi người có thể bắt chước được, các bạn phải làm cái gì để mà tìm được các cái thủ lĩnh mới mà như các bạn hoặc là như tôi mà bây giờ đang tìm kiếm, mặc dù là họ cũng rất giống chúng ta, giống tôi, giống bạn mấy năm trước, họ đang trong cái trạng thái tìm kiếm cái gì đó mới mẻ, tìm kiếm cái gì đó tuyệt vời cho cuộc đời của chúng ta. Thế thì cái chương trình đào tạo của chúng ta sẽ nói về việc đó, nó sẽ trở thành một trong cái sự thành công lớn nhất của công ty chúng ta. Và chúng ta sẽ có 2 phiên một tuần và nó có kéo dài khoảng 1 tháng, tức là đó là cái mạng xã hội này, đó là sẽ là bài kiểm tra, rồi là giấy chứng nhận này, rồi là buổi huấn luyện này, tất nhiên là có rất nhiều các cái phần thưởng khác nhau nữa. Tôi hy vọng là mọi người đầy năng lượng rồi và mọi người quan tâm nữa. Thì bây giờ chúng ta đã tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta có đề xuất 3 trong 1. Tức là gì? Cái này có nghĩa là chúng ta đã tạo một cái chương trình quảng bá và nó dành cho những người mà sẽ thúc đẩy cái chương trình đào tạo này mà sẽ nhận được các cái phí hoa hồng, nhưng đồng thời thì mọi người sẽ nhận được thêm khi mà bán được cho 3 người. Cái chương trình này hoàn toàn miễn phí. Thì mọi người có biết trong cái team của mình, mà đội ngũ của mình muốn qua cái chương trình đào tạo này, nhưng mà họ không có 1.000 unit để mà có thể thanh toán. Nhưng mà mọi người có cái những người như vậy trong hệ thống của mình thì hãy viết dấu cộng vào chat. Và biết những người mà muốn qua cái chương trình đào tạo này nhưng họ không đủ số tiền này để có thể qua được cái chương trình đào tạo này. Nếu mọi người biết những người như vậy thì trong đội mình thì hãy viết dấu cộng vào chat. Tuyệt vời. Chị Anh Tân nói có. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định gia hạn cái chương trình đào tạo này khoảng 1 tháng nữa. Hôm nay sau webinar, trong tài khoản cá nhân thì xuất hiện cái thông tin về việc gia hạn cái chương trình đào tạo này, về cái chương trình khuyến mại này, là rằng tất cả những ai mà muốn tham gia cái chương trình này hoàn toàn miễn phí. Tất cả những thứ mà cần cho được việc này thì là mọi người phải mời thêm 3 người từ cái cấp độ thứ nhất. Đó cũng có thể là những người mới hoặc là những người đối tác cũ mà họ phải mua cái chương trình này với trị giá 1.000 unit. Và bạn sẽ nhận được cái điểm thưởng trị giá 1.000 unit vào tài khoản cá nhân của mình. Nhận điểm thưởng, bạn có thể rút tiền được hoặc làm bất cứ gì mà bạn muốn. Hoặc là có thể là nói bằng cách khác thì bạn có thể tận dụng cái nghìn đó để mà có thể qua chương trình đào tạo này một cách độc lập. Hoặc là bạn sẽ thúc đẩy cho 3 người, bán cho 3 người thì bạn sẽ nhận được cái điểm thưởng 1.000 unit. Tức là cái tình hình này thì nó là win-win cho tất cả mọi người. Bạn cũng sẽ có lợi thế như là một thủ lĩnh, bạn sẽ chỉ có đường cho đối tác. Đối tác thì sẽ qua chương trình đào tạo. Ngoài ra thế thì khi tham gia cái chương trình đào tạo khuyến mại này thì bạn sẽ nhận được điểm thưởng một cái unit. Tức là cái chương trình này hoàn toàn sẽ miễn phí cho bạn, đồng thời là chúng ta có những cái quà tặng bổ sung cho bất cứ 3 gói bán hàng thì bạn sẽ nhận được 1.000 unit như tôi đã kể rồi, và đồng thời bổ sung thêm thì bạn sẽ nhận được cái điểm thưởng nhờ cái chương trình marketing. Cái chương trình này thì nó không những cho phép bạn bán một cách đơn giản và nhận được 1.000 đâu, mà cho phép mọi người kiếm tiền trong cái điểm thưởng bổ sung nhờ vào cái kế hoạch marketing. Tôi nghĩ rằng nó thực sự là tuyệt vời. Mọi người nghĩ sao? Đó là một trong những cơ hội tốt nhất mà nó được được đề xuất, mà mọi người sẽ nhận được một cái công cụ rất là tuyệt vời, công cụ sao chép, công cụ nhân giống. Mọi người chỉ cần tập trung 3 người trong cái hệ thống bên dưới của bạn, và những người đó thì đồng thời là cũng có thể mời được 3 người khác, sau lại những người kia sẽ mời thêm 3 người nữa, vân vân như vậy. Và mọi người có biết không, chúng tôi đã từng phân tích các cái hồ sơ và chúng tôi đều hiểu rằng cái chương trình đào tạo này nó sẽ là một cái bước ngoặt và nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn bán cho mọi người những thứ gì mà họ sẽ biết được
và nó thực sự là nó sẽ thay đổi cái cuộc sống của họ. Nó sẽ là nó sẽ có rất nhiều các cái giai đoạn phá cách, bứt phá, và họ sẽ biết được rất nhiều các cái công cụ, và họ sẽ biết làm thế nào trở thành những con người có sự ảnh hưởng, làm thế nào trở thành gương mẫu cho những người khác, và làm thế nào để thay đổi cuộc sống của họ. Và trong tương lai thì họ cũng có thể là sẽ có thêm một cái cấp độ khác. Tức là bạn biết càng sâu và nghiên cứu tất cả các cái cơ hội này, khi mà nghiên cứu hệ thống sinh thái của chúng ta thì chúng ta sẽ càng có nhiều đề tài cho các bạn. Và cũng có thể là bạn đã nghe về cái tư tưởng của Andrei Kravchuk về việc mong muốn tạo các chuyên gia mới, chẳng hạn như là các cái chuyên gia MLC này, có cái cũng như là bạn đi học đại học này hoặc là học trường học này, thì chúng ta phải biết quá nhiều để trước khi bạn có thể trở thành thành công được. Và đây không phải là cái thành công sẽ tới trong một đêm đâu, vì chắc là kể cho ra các cái kiến thức khác còn có thôi. Còn trong công ty của chúng ta thì là phải chúng ta phải học. Vì vậy tôi khuyên các bạn là đừng có cố gắng tự sáng tác, sáng tạo gì cả, để mà có thể trải qua cái giai đoạn, cái thời kỳ từ từ điểm A tới điểm B, mà mọi người hãy học hỏi cái kinh nghiệm của những người mà đã trải qua con đường này. Mọi người hãy lấy cái xe đạp của họ và tự trải qua cái, con đường từ A đến B. Có thể là mọi người không có cái khả năng mua cái xe đạp đó, thế thì mọi người tham gia cái chương trình khuyến mại này thì nhờ việc đó thì các bạn có thể nhận được cái xe đạp của mình. Và mọi người có biết không, khi mà tôi đã trải qua cái chương trình đào tạo và sử dụng tất cả những các kiến thức mà tôi có và tôi xây dựng kinh doanh ấy, thì tôi tại sao lại làm được cái điều đó, mà tại sao bạn lại không làm được điều đó? Chúng ta có rất nhiều các câu chuyện như vậy. Tại sao không phải các bạn, tại sao không phải bạn trong lần này tuyên bố về mình và sẽ dành thời gian của mình và sự quan tâm của mình, và bạn có thể lên được cái tầm cao mới. Mà tất cả những thứ gì mà chúng ta đang nói về chương trình quảng bá, tất cả những các cơ hội nó đều thu hút mọi người có thể kiếm được thêm tiền cái chương trình điểm, đồng thời mọi người sẽ phát triển được cái hệ thống của mình. Và những người mà tới với bạn chương trình này thì họ sẽ trở thành và sao tốt của chính mình. Và chắc là ở YouTube mọi người đã thấy cái video đó rồi, một trong các cái sinh viên của họ đặt câu hỏi của mình cho một cái triệu phú, là một trong những các cái quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, và anh ấy bảo là, và người ta bảo là đầu tư lớn nhất của tôi là đầu tư vào chính mình, vì tôi là một tài sản lớn. Thế vì vậy mọi người muốn làm biết làm thế nào trở thành tự do tài chính, và làm thế nào xây dựng được một cái hệ thống cấu trúc của mình trong kinh doanh, làm thế nào trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, làm thế nào trở thành người mà biết thế nào là biết cái SEO là gì, blockchain là gì, và sự khác biệt giữa các cái công nghệ mới đó là gì. 100% thì bạn phải cần tham gia cái chương trình đào tạo này. Vì vậy rất quan trọng chúng ta phải mời những người mà để họ tham gia cùng với các bạn. Những các cái thủ lĩnh mà trải qua cái chương trình này, họ sẽ trở thành những các cái thủ lĩnh vĩ đại của các bạn, của hệ thống của các bạn, và bạn sẽ trải qua con đường này cùng nhau. Họ sẽ dễ nhân rộng hơn và sao chép hơn, và họ sẽ biết cái dễ dàng hơn họ phải nói cái gì cho các cái team, các cái đội ngũ của mình. Và đồng thời thì chúng ta cũng có các cái công cụ khác nữa trong chương trình, trong tài khoản cá nhân Average, mà tôi cũng muốn mọi người nghiên cứu. Chúng ta có 4 chương trình huấn luyện trong bổ sung tại Average 1, 2, 3, 4, và nó cũng dựa trên các cái đề tài mà nó không ai mà đã từng tham gia năm ngoái rồi, thì chắc mọi người nhớ rằng là có rất nhiều các cái đề tài mà chúng tôi đã thực hiện. Nó có platform này có 280 ngày, chúng ta đã chia cái đề tài đó và các cái phiên ngắn, và sau đó chúng ta cho nó một cái gói đào tạo trong tài khoản cá nhân Average, và bạn cũng có thể tìm được ở trong tài khoản cá nhân và có thể mua được riêng biệt hoặc là trong một cái gói nào đó. Thì mọi người có biết không, thì mọi người sẽ có cái cơ hội để có thể nghe được cái phiên đó một lần nữa, và đồng thời là sẽ mua được cái phiên đó ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp độ 1, 2, 3. Thì tôi cũng khuyên thêm các bạn rằng là qua cái chương trình đối tác triệu đô mới đó và cái chương trình đào tạo cấp cao, thì đó là một cái cơ hội nhận thêm cái sự hỗ trợ, sự giúp đỡ, sự hướng dẫn. Đó là những các cái lợi thế online của chương trình online. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của những người huấn luyện và
cái phiên live mà chúng ta có thể xem được là điều gì đang diễn ra trên khắp thế giới, và mọi người sẽ chia sẻ các cái sự thành công của mình sau khi qua cái chương trình đào tạo đó. Và cái bổ sung chương trình huấn luyện bổ sung tại Everreach đó là cái bước thứ năm, mọi người có thể tìm được cái Everreach. Và để mà kết thúc thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm với mọi người các cái thành tố, các cái yếu tố để mà quảng bá có thể thành công. Và hôm nay thì tôi đã chỉ cho tất cả mọi người rồi, tôi không biết là mọi người có để ý hay không. Nên khi mà tôi nói về các cái chương trình đào tạo ấy, thì tôi thực sự rất là có nhiều cảm xúc. Và nếu các bạn bán bất cứ cái chương trình đào tạo nào và bất cứ cái điều gì đó mà bạn muốn để mọi người hiểu được cái đó, là bạn muốn truyền đạt cái gì, thông điệp gì, thì bạn phải làm cái đấy với sự cảm xúc. Chẳng hạn như tôi mời bạn đi xem phim, mọi người, tôi đang nói với bạn này, tôi vừa xem phim rất là thú vị, tôi rất thích nó, và cái phim này đã dạy được tôi rất là nhiều. Tôi rất khuyên các bạn đi, một phim thực sự là tuyệt vời, ghế ngồi rất là êm, phim popcorn. Và các bạn có thể nói là mày biết không, tao đi xem một phim thực sự là tuyệt vời, nó cái ghế ngồi ấy, nó thực sự là tuyệt vời, nó rất là êm, thậm chí tôi còn ngồi cái như là một cái massage, ôi giời, cái bỏng ngô mà có tưởng tượng xem không, nó có 5 vị khác nhau, ôi giời ơi, còn màn hình rồi là ánh sáng, cái hiệu ứng ở đây là một cái trong kinh nghiệm tuyệt vời nhất đời tôi, sao mày nhất định phải đi cùng tao đấy. Có hai cái kiểu nói như vậy thì bạn thấy kiểu nói như thế nào, cách nói như thế nào bạn thấy nó thu hút hơn chẳng hạn, hay là nó sẽ chạm tới cảm xúc của bạn. Đương nhiên là cái phương án thứ hai rồi, thì ở đấy thì nó có rất nhiều cảm xúc và chúng ta có thể có cái sự đồng cảm với đó, và nó sẽ chúng ta sẽ tạo cảm hứng cho chúng ta. Anh Cardone đã từng nói cảm xúc và cái sự phấn khởi không mất tiền gì đâu, không đáng giá gì đâu. Vì vậy là bạn phải nạp cho mình cái năng lượng đó, bạn phải phản ánh trong mình, bạn phải có phản chiếu cái đó, và bạn phải truyền đạt cho họ cái cảm xúc của họ, và đó là điều gì đó mà có thay đổi được cuộc sống của bạn. Tức là bạn phải thể hiện sự phấn khởi, và để mà trong cái trạng thái đó nó cũng không có cái gì là khó đâu. Bạn hãy là một cái ánh sáng trong cái thế giới này, để có thể chạm, để ánh sáng của bạn đã có thể chạm được tới tất cả mọi người cùng với cái sự quan tâm. Nếu mà ở đây chúng ta chỉ nói mỗi đơn thuần là kiếm tiền thôi, thì chúng ta có thể sử dụng được một sản phẩm bán mỗi họ thôi, mà chúng ta không quan tâm bất cứ điều gì khác. Nhưng trong cái mảng kinh doanh của chúng ta thì cái sứ mệnh của chúng ta nó cao cả hơn, chúng ta kết hợp tất cả mọi người. Và đây nói không, ở đây không những về các cái việc là chúng ta nhận được cái danh mục đầu tư toàn cầu về 1 triệu đô và không phải làm gì cả, chúng ta kệ thôi, chúng ta không muốn dừng, chúng ta muốn chia sẻ cái thông tin này, chia sẻ một cách nhiều nhất có thể, để đại sứ mong có thể chạm tới ánh sáng tới cuộc sống của họ. Thì đấy, tôi hôm nay mặc dù là tôi nói hơi yếu một chút vì tôi đang ốm, nhưng mà tôi đã cũng không hủy cái buổi này, vì tôi thấy là chúng ta đúng người đúng thời điểm, tất cả mọi người có thể hiểu được, và hãy thức dậy và mọi người có thể nhìn được cái bức tranh tổng thể nhất có thể. Vì vậy khi mà mọi người bán sản phẩm, khi mà mọi người bán các cái cơ hội, điều quan trọng nhất là bạn phải có những cái cảm xúc của mình, và bạn phải thể hiện mọi người rằng là có những các cái lối thoát, có những các cái phương pháp, mọi người hãy cầm tay họ và dẫn dắt họ, hãy chỉ cho họ và hãy tạo các cái kết nối cảm xúc. Nhưng mà đương nhiên là các bạn đừng có làm mọi thứ quá, vì điều này có thể lại gây sự phản cảm, nhất là đối với tôi chẳng hạn như vậy. Nhưng hãy là con người mà thể hiện cái sự quan tâm của mình, và hãy thể hiện là bạn quan tâm tới họ. Vì thực sự là đa số chúng ta đang cảm giác đã có những cảm giác đó. Rất nhiều người sẵn sàng đã có thể về hưu được rồi, nhưng họ không làm được đó, vì họ không tìm tiền đâu, họ chỉ tìm cơ hội để có thể giúp được nhiều người nhất có thể. Vì vậy bạn, đó là lý do tại sao bạn hãy có sự kết nối cảm xúc, nhưng mà đừng có làm quá. Hãy kể câu chuyện của mình, thực sự nó rất là mạnh mẽ. Khi mà tôi nói về MLC thì tôi cũng có sử dụng cái phương pháp như vậy. Tôi cũng kể với tôi là tôi trước tôi cảm xúc như thế nào, tôi làm gì và bây giờ tôi nhận được kết quả như thế nào. Mọi người cũng có thể sử dụng cái cấu trúc như vậy mà rất là đơn giản. Trước kia bạn làm cái gì, bạn làm gì và bạn có những kết quả ngày nào, có kết quả như thế nào. Nó rất là đơn giản, các câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta tạo các sự kết nối với các những người lắng nghe của chúng ta. Và tất cả chúng ta đều có sự khác biệt với nhau. Một số người thì thích lịch sử, những câu chuyện về chính mình. Một số người thì thích câu chuyện về các cái thủ lĩnh. Vậy rất quan trọng bạn phải chia sẻ các câu chuyện với cả tất cả thế giới. Chúng ta đều có mạng xã hội, chúng ta có cái, những các cái kênh khác nhau.
NLC Pro này, chúng ta có thể chỉ cần câu chuyện, có thể mời những người mới tham gia và có thể họ còn chưa biết rằng là họ có thể thay đổi như thế nào và câu chuyện nó có thể rất là thú vị và mạnh mẽ. Mọi người hãy kêu gọi, hãy nhắc tới các câu chuyện và sứ mệnh và số phận. Nếu mà bạn nói với họ là họ có thể trở thành một cái thành phần gì đó lớn hơn và mọi người giúp cho họ lên vượt qua chính mình, thì mọi người sẽ mở mang cho họ cái tầm nhìn của họ và mọi người sẽ thu hút được những người mà muốn trở thành lãnh đạo và có thể mở được những người mới. Chúng ta sẽ tìm được những chức kỳ mà đã họ đã được có một cái mục tiêu vĩ đại. Vì vậy tại sao khi tôi làm việc trong cái khuôn khổ quảng bá thì tôi hay sử dụng cái nắp mục tiêu động lực. Thì mọi người tham gia cái chương trình này thì mọi người hãy tìm trong YouTube thì nó có gọi là năm động lực phát triển. Thì cái chương trình năm động lực đó thì nó sẽ giúp mọi người là mọi người có thể vượt qua chính mình được và sẽ thể hiện rằng là sứ mệnh của họ là gì và số phận họ là gì. Nó không đơn thuần là bán sản phẩm đâu, sản phẩm nó là công cụ, còn sứ mệnh của các bạn nó là có thể bạn có thể ảnh hưởng được cho người khác, trở thành huấn luyện viên của họ, tạo cảm hứng cho họ và giúp thế giới. Đấy, nó là sứ mệnh. Và cái sứ mệnh mà rất nhiều người mong muốn thực hiện và chương trình quảng bá thì nó cũng phải có những cái deadline, tức là cái thời hạn. Nếu không có cái đó đâu thì nó lại trở thành là chúng ta sẽ buôn không có mục tiêu. Và cái ví dụ như là webinar của chúng ta phải kết thúc trong 10 phút tiếp theo thì cái chương trình promotion, chương trình quảng bá cũng phải, nó phải có như vậy, là chúng ta không thể làm được mọi thứ vô thời hạn. Đừng có làm nó quá ngắn mà đừng có làm quá dài. Khi mọi người tổ chức các cái chương trình quảng bá thì mọi người có thể thua cuộc với các đội ngũ của mình khi mà mọi người thực hiện nhiều các cái chương trình khác nhau. Bây giờ công ty cũng có thể đề xuất được các cái công cụ thực sự là tuyệt vời, nhưng cái cách mà bạn truyền đạt cái thông điệp, các bạn bán cái công cụ đấy như thế nào thì bây giờ đội ngũ nó khác nhau. Vậy mọi người hãy xem xét các cái phương pháp khác nhau, như là cái chương trình quảng bá 3-1 này, hoặc là mọi người cố gắng ảnh hưởng khác nhờ vào việc cách bạn kể câu chuyện, hoặc là bạn có thể muốn tổ chức các cái chương trình đào tạo để sứ mệnh này, hoặc là sử dụng các cái chương trình tiền hóa kinh tế thế giới cũng như một công cụ để họ có thể đạt được mục tiêu của mình. Hoặc là ít nhiều thì cái lợi thế của họ hoặc là lợi thế của chính mình, bất cứ chương trình quảng bá nào thì cũng phải kể để thể hiện cho mọi người rằng họ sẽ có cái gì. Có hai cái chiến lược mà bạn có thể sử dụng được. Chiến lược đạt mục tiêu, tức là những thứ gì họ đạt được cái gì khi mà họ tham gia, hoặc là cái chiến lược nỗi sợ họ sẽ không nhận được cái gì nếu mà họ không tới, và họ sẽ nuối tiếc. Đấy là hai cái chiến lược rất là quan trọng mà Tony Robbins hay luôn luôn sử dụng cái chiến lược đó. Và anh ấy chỉ hai con đường mà mọi người có thể đi theo được và nó có thể áp dụng được cho bất cứ quyết định nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Nếu mà cái quyết định nó dựa trên tình yêu hoặc là dựa trên cái nỗi sợ hãi, có thể là trong webinar tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở lại. Nhưng bất cứ gì mà bạn làm trong đời này, một là chúng ta có thể làm vì mình yêu, hoặc là một là hai là mình có thể sợ. Chương trình quảng bá nó cũng tốt thể như vậy thôi. Khi mọi người thực hiện cái chương trình quảng bá thì mọi thứ không phải là chúng ta làm quản lý người khác đâu, kiểm soát người khác đâu, nó sẽ có sự khác biệt đó. Dựa là chúng ta kiểm soát người khác và giúp người khác quyết định. Tôi nhớ là khi anh gọi cho tôi chương trình đào tạo thì anh cũng không quản lý tôi đâu, anh chỉ nói thôi. Nếu mà như là cô không làm cái điều đó thì cô sẽ là luôn luôn nói tiếp về cái chương trình đào tạo này, nó chỉ diễn ra bây giờ thôi. Và tôi không biết là bao giờ có cái chương trình đào tạo tương tự như vậy đâu. Nếu mà bây giờ mà em không nhận được cái kiến thức này thì em sẽ mất thời gian. Và tôi sợ, tôi nghĩ ôi trời ơi, thế là những anh ấy đúng thì sao? Nếu mà đó cũng là cái cơ hội duy nhất trong cuộc đời thì sao? Và tôi không bao giờ tham gia được nữa thì sao? Mà điều này cho phép tôi quyết định một cách nhanh chóng hơn. Nên, tức là mọi người được kiểm soát và quản lý mà giúp họ quyết định một cách nhanh hơn. Đó là một cái chiến lược. Hoặc là mọi người nói là họ có thể đạt được mục tiêu gì và họ có thể, hay là có thể là họ có thể mất được cái gì. Cả hai chiến lược đều có thể áp dụng được và mọi người hãy xem cái gì phù hợp với bạn hơn. Nếu mà mọi người sẽ sự áp dụng trong cái chương trình quảng bá của mình thì bạn một là phải có sự kết nối, hai là thời hạn cụ thể, và thứ ba là bạn chỉ cái sự lợi thế của họ, họ sẽ nhận được cái gì. Thì những người mà bạn tổ chức cái chương trình quảng bá nhưng mà cái chiến lược đạt ấy,
ước mơ hoặc là nỗi sợ hãi, thì bạn sẽ thấy rằng làm bạn sẽ chốt được bao nhiêu các cái deal, bạn sẽ làm được cái điều đó vì bạn muốn giúp họ có rất nhiều các cái sản phẩm trong hệ thống sinh thái của chúng ta. Nhưng cái lý do mà tôi đang ở với các bạn thì tôi muốn để các bạn có thể hiểu được cái cơ hội, cái sự kiện đó là cái phương pháp hiệu quả nhất, làm thế nào để dẫn được mọi người tới cái sự phấn khởi. Chúng ta cùng một thuyền với nhau thôi, sản phẩm nó cũng đều giống nhau hết, nhưng cái sự kiện, các cái cơ hội nó chỉ có một lần trong cuộc đời thôi, và tôi chắc chắn rằng cái chương trình đào tạo này nó cũng chỉ có một lần trong đời thôi. Và tôi tin rằng khi chúng ta đủ 100 người, chúng ta sẽ có chương trình đào tạo luôn, và chúng ta không chờ đợi đâu, chúng ta làm 12 ngôn ngữ. Nếu mà mỗi các cái chương trình đào tạo có khoảng 50 người, và ai sẽ là người đầu tiên sẽ có học hỏi được rất là nhiều, vì những người đầu tiên luôn luôn sẽ nhận được nhiều nhất, các cái chim mà dậy sớm nhất ấy ạ. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã xử lý được trong thời gian mà cần thiết, deadline cần thiết, và đã học được rất là nhiều. Tôi nghĩ là vậy. Mọi người hãy đặt số 1 đến số 10. Nếu mà số 1 thì là tôi không học hỏi được cái gì cả, còn số 10 thì tôi học được rất là nhiều. Trước tiên là mọi người hãy đánh giá cho chính mình. Chúng ta bắt đầu ở bên nhau là mọi người có cái mong đợi và chờ đợi gì. Thế thì mọi người hãy giúp tôi câu trả lời đầu với bên Nam, thì tôi cũng hỏi mọi người cái trình quảng bá. Thế thì bây giờ thì mọi người nghĩ sao? Đối với mọi người có thấy thoải mái hơn, có thấy khi nói về chương trình quảng bá, về thực hiện chương trình đó, mà mọi người có thể nói được về cái chương trình đào tạo của chúng ta mà có. Nhưng mà ai mà chưa hoàn toàn tự tin về cái chương trình đào tạo này, thì chương trình này nó cũng được ghi hình, và mọi người có thể vào được tài khoản. Tại vì nhiều khi tôi cũng nói hơi nhanh, có một số cái đề tài thì cần nói một cách chi tiết hơn, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người cũng có thể biết được đủ thông tin để có thể hiểu được rằng là chương trình quảng bá cũng rất là quan trọng như thế nào, quảng bá sự kiện, các cơ hội mà có thể thay đổi được cuộc sống mọi người, mà nó có thể là bước ngoặt bất cứ cuộc sống của ai, mà có thể chia sẻ được với các cái đề tài này, và những người mà bạn sẽ trở là ánh sáng với họ, mà nhờ đó thì chúng ta có thể tăng tốc được với tiến hóa lên kinh tế thế giới. Và tôi rất cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi sáng, buổi trưa, buổi tối tuyệt vời, và hẹn gặp lại mọi người sau ạ. Bye bye.